Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã về làm việc với huyện Kim Động, nắm tình hình công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp và thực hiện nghị quyết số 277 ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân huyện Kim Động được bầu 32 đại biểu, Hội đồng Nhân dân cấp xã, thị trấn là 431 đại biểu. Đến nay, thống nhất giới thiệu 66 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 823 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Huyện đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và đang thực hiện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Về thực hiện nghị quyết số 277 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hiện số người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong toàn huyện là 167 người, giảm 46 người, cấp thôn còn 497 người, giảm 478 người so với trước khi thực hiện nghị quyết số 277. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Toàn yêu cầu Ủy ban Bầu cử huyện Kim Động cần làm tốt công tác thẩm tra lý lịch, lựa chọn người ứng cử đảm bảo trình độ, năng lực để nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân về ý nghĩa tầm quan trọng của việc bầu cử, xây dựng các phương án bầu cử, trong đó phải tập trung rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, chuẩn bị hòm phiếu, con dấu, lựa chọn khu vực bỏ phiếu gắn với việc phòng dịch COVID-19, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng giám sát, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử. Đối với việc thực hiện nghị quyết số 277 Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Kim Động cần tiếp tục nghiên cứu việc sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách và người làm việc trực tiếp làm việc tại các thôn có quy mô dân số lớn, xây dựng quy chế phối hợp và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho đội ngũ người làm việc không chuyên trách, tiếp tục trẻ hóa, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.